Vâng, xin chào bác, cái kênh trên xe đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe dòng Touring, chính hãng của xe Gian, model nguyên FCR 3003. Thì như trước đây dòng FCR 3003 có dòng FCR 3003 với cấu hình phanh đĩa thường và cấu hình phanh V. Thì nay em về một chiếc cấu hình với phanh đĩa, bộ phanh dầu thủy lực và được chạy dây ôm sườn cao cấp màu xanh tím than. Và bây giờ em xin mời anh em ra những chiếc xe. Vâng, mà rất nhiều các bác hỏi bên em về những dòng mẫu Touring. Thì nay em về một chiếc Touring model với dòng size M, thì dành cho những bác cao từ 1m63 đến trên 1m7. Thường thường dòng Touring size M em về rất là ít, thường thường dòng Touring size S của model Gian FCR 3003. Và cái model này sẽ được cải tiến thêm, được chạy với bộ dây âm sườn khác với những cái model cũ là chạy dây ngoài và với cụm phanh V và cụm phanh đĩa. Thì lai được bộ với bộ phanh dầu thủy lực chính hãng nguyên bản theo xe. Xe vẫn còn lốp sơn rất là đẹp các nhá, em đánh giá tổng thể xe là 90% xe rất sáng và bóng đấy, các nhìn rõ lốp sơn của nó đây. Linh à, model của Gian Touring FCR 3003 với bộ dây sườn chạy theo khung xe, được nâng cấp thêm với phiên bản cũ là dòng xe chạy dây ngoài. Hộp yên ghi đông chính hãng các bản theo xe. Xe được trang bị với cụm phanh tay lắp bấm chính hãng của Shimano, trang bị với 8 tầng líp, cụm phanh dầu đằng trước, cụm phanh dầu thủy lực của Techo nguyên bản theo xe. Bên phải em trang bị với 3 tầng bia chính hãng bản theo xe của Shimano, và cụm phanh sau được sử dụng với cụm phanh dầu thủy lực. Đây là một dòng Touring rất là phù hợp với mọi lứa tuổi các bác đi, và cái màu rất là đẹp cho với bác tầm trung niên, rất là sạch xe, càng nguyên bản theo xe. May ơi chính hãng của thương hiệu Gian, nguyên bản theo xe. Xe sử dụng với vành đĩa, vành nhôm, vành đĩa thường dành cho những dòng xe đua. Cho bác đi những dòng đường phố hoặc là Touring khu chung cư hoặc tái định cư, nhóm nhỏ lẻ. Cái vành này đi rất là bon lắm nhá. Sử dụng lốp Canda. Kích thước lốp là 700 x 32C. Mã QR code chính hãng của xe. Cọc yên chính hãng của Gian, yên nguyên bản theo xe, yên của Gian còn rất là mới. Sử dụng với bộ gạt đĩa Shimano Touring TX, củ đề sau và củ đề chính hãng của Shimano Touring TX, trang bị với 8 tầng líp chính hãng của Shimano, líp đen nguyên bản theo xe. Vành đằng sau cũng là vành thương hiệu của Gian nguyên bản theo xe. Lốp đằng sau sử dụng với lốp Victoria, lốp cao cấp của Victoria, kích thước lốp 700 x 28C. Đằng sau sử dụng cũng là vành của Gian. Mà lần này em về trước một size M cũng nhá, em sẽ đo thông số chiều cao của khung xe các bác. Vâng, chiều cao đứng của khung xe là size 50, thích hợp các bác là 1m63 trên 1m7. Bây giờ xin mời anh em chi tiết hoạt động của xe. Xe được trang bị với 8 tầng líp chính hãng của Shimano, líp đen lên líp đây và xuống líp. Và rất là trơn tru và mượt mà không nhá. Trang bị với 3 tầng đĩa, xuống đĩa, lên đĩa. Rồi. Vâng, rất là trơn tru và mượt mà. Đây là dòng Touring model FCR 3003, được chạy với dậy bộ dây âm sườn và cụm phanh trước và sau là phanh dầu thủy lực chính hãng bản theo xe, dòng Touring
với cái kích thước là size M. Vâng, em ơi, chúng ta đánh giá tổng thể xong chiếc Giang Touring model FCR 3300 đời mới, được trang bị với cụm phanh dầu thủy lực trước và sau, phanh đĩa dầu thủy lực, trang bị với full group cấu hình Shimano Thule, và sẽ giá rất tốt với anh em là 7.700.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác trên ngày mai. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, bác phải thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên trên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Và các liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936050424 và nhấn đăng ký theo cái kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.